Xin chào và cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người trải nghiệm con game rất là mới luôn, có tên là Phượng Hoàng Cẩm Tú của nhà phát hành Full Tap mọi người ạ. Đổi gió một chút nha. Con game này là một game chắc chắn là game của các chị em rồi đúng không? Chúng ta thử vào game xem nào. Ok, mình đang ở server Giặc S1. thánh năm thứ ba, Ninh Thần hòa thân, wow. Quyền thế khuynh đảo thần triều hòa đình. Thân. Đến cả hậu game cung này kiểu dạng cũng game bị cung hắn đình khống các bạn. chế. Cháu gái hắn là Ninh Quý Phi, lộng hành lục cung, đối đầu với hoàng hậu. Ok, cốt truyện này các bạn ạ. Phụ thân rất là của đầy đủ ngươi là luôn. Quan Phụng Thiên Phủ. Cái giọng ghi âm của nhân vật của cái vật truyện cũng rất hay. Hòa thân. Mà bị bè lũ dây cánh của hắn. Phủ Thiên Nguyễn. Phụ thân, tham lĩnh đại nhân, wow. Đã đưa danh sách tuyển tú đến. Ít ngày nữa có ngày xe nữa. Vào cung. Wow. Ta đã chuẩn bị trước hết rồi. À, đừng có ra sẽ bắt. Phụ thân gặp nạn. Sao con có thể không quan tâm? Không quan tâm. Con đã quyết thân, tâm rồi. Nhận được bình an. Ở trong à, chúng ta bị bán vào cung các bạn ạ. Ờ, bị đau đầu luôn. Khả năng sau này mình sẽ vươn lên làm được hoàng hậu chăng? Ok, chỉ mình sẽ bỏ qua mới có thể phần cốt truyện nhá, mọi người ơi. Ở đây mình sẽ có 3 sự lựa chọn nhân vật à. Ôi giời ơi, nhân vật này cũng rất là đẹp luôn, lũng linh vân nản các bạn nhé, 3 sự lựa chọn này. Tặc 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 tặc. Tặc tặc. Ok, chọn nhân vật này đi nhỉ, nhìn có vẻ hơi hơi đẹp đẹp. Rất là hợp ý mình. Rồi. Ơ? À, tại sao Lego lại cấm? Lạ nhỉ. Ơ? À, lỗi trời ơi. Dạ khánh, cháu cái hắn. Chứ là lỗi nhỉ. Không nó chưa cập vào được các bạn ạ. Lạ lùng dữ vậy. Hai bộ thời trang tự chọn. Tạo nên vật và vật của ai một một. Cúp pha lê. Dạ khánh năm thứ cháu gái phụ thân. Ok, phần cốt truyện này đọc rồi mà. Trời ơi, thế nào qua thế nào. Không vào được game các bạn ạ. Bực thế nhở. Cứ lỗi gì nữa trời. Full Tap là một nhà phát hành rất là lớn mà. Tại sao để tình trạng này xảy ra nhở. Dạ khánh năm thứ ba, Ninh Thần hòa thân quyền thế khuynh đảo triều đình. Đến cả hậu cung cũng bị hắn khống chế. Cháu cả khả năng mình vào mình sẽ bỡ đít cái thằng hậu cái hòa thân kia lên rồi xong nó sẽ lật đổ hắn. Không vào được game luôn trời ơi, bực cái nhở. Mười giờ năm phút rồi nè mọi người ơi, nhà nhìn xem. Sao nhở? Nãy mình tải game trước rồi, sau đó thì mình ngồi chờ khi đăng nhập nó hiện lên cái bảng server mình mới quay video để cho các bạn xem, nhưng mà đến tận bây giờ nó cũng không mà được. Tạo này toàn là những game gì đâu ấy. Ô bực kê nhở, Full Tap này. Mình chơi khá là nhiều game của Full Tap rồi, toàn là những game hay, nhưng mà thực sự có game này rất là lỗi lắm đấy. Không tài nào mà được luôn mọi người. Đây đây đây, chắc là được rồi. Đổi server khác đi nhỉ. Mỗi một server thôi mọi người. Con cái này có dung lượng mà tầm khoảng là hơn 300 MB một xí. Dạ khánh năm thứ ba, cháu gái phụ thân của ngươi là Quan Phụng Thiên Phủ. Quan Phụng Thiên Phủ trực vì tố cáo hòa thân mà bị bè lũ dây cánh của hắn hãm hại, bị cách chức đưa vào nhà xét xử. Phụ thân, tham lĩnh đại nhân đã đưa danh sách tuyển tú đến. Ít ngày nữa là con sẽ vào cung. Ôi, vào cung thì phải cho vào chứ, lát xin vô này làm sao mà vào được cung. Bực ghê ta. Quái nhở.
Dạ khanh. Chờ cho nó một chút nữa các bạn đi xem mà. Cho nó một chút cái cơ hội xem nào. Thực sự thì cũng hơi bị bực mình luôn, bởi vì là Full Tat là một nhà phát hành rất là lớn, không phải là một nhà phát hành cùi mía đâu. Toàn game hay mà đến lượt con game này thì làm không ra gì. Năm thứ ba. Ây da. Không vận động luôn các bạn ạ, bực thế nhở. Gia Khánh năm thứ ba ra nào thế đó đấy. Ok, con game này đang tận lỗi rồi các bạn ơi. Cách là mình sẽ quay trở lại và làm cái clip này sau vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Ở đây thì chơi có gì biết được cái gì nhờ vào cách là mình luôn. Gia Khánh năm. Cho một câu nữa đi. Piu. Ok, bye bye. Xin chào các bạn không bao giờ rồi.